Thông số kỹ thuật của máy. Máy sử dụng điện áp 220V, tốc độ vòng quay 3900 vòng kim hút, công suất 2300W, khối lượng 18kg, kích thước 265 x 525mm, size lưới cắt, đường kính ngoài của lưới cắt 355mm, đường kính trong 254mm, độ dày của lưới cắt 3.5mm, tốc độ 80m/giây. Sau đây là một số bộ phận của máy. Bộ phận của máy bao gồm tay cầm, sau đây là một số bộ phận của máy: tay cầm, công tắc, motor, hộp bảo vệ an toàn, nắp hộp bảo vệ an toàn, tấm chắn tia lửa, lưới cắt. Bán định vị. Bán kẹp ê tô. Chốt ren. Chốt ê tô. Tay công. Bàn chân đế của máy.